Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023, từ Eco Park Vendo, thủ đô Hà Nội, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, mấy bữa này ở Hà Nội gặp gỡ một số anh em, thì họ cho biết phe mà chống đối tôi bây giờ đó là chia ra làm hai ở trong Việt Nam này. Một nhóm thì do một người ở bên Úc lãnh đạo, còn một nhóm thì ủng hộ những tư duy của một người ở tại Cao Bằng. Nhóm người ở Cao Bằng và Lạng Sơn thì mới tung những tin ở trên mạng xã hội nói rằng ông Nguyễn Tuấn Anh khi viết bài trên các báo chí của Việt Nam thì được lợi lộc về vật chất và tiền bạc từ một người ở bên Úc chi tiền. Như vậy đó là các bài viết chửi bới chống phá tôi và bịa ra cái gọi là cách mạng trắng, cách mạng màu ở trên mạng và trên báo chí của Việt Nam là do nhận lợi nhuận vật chất, lợi nhuận vật chất. Như vậy đó là có người từ ở bên Úc chi tiền. Thì các anh em mới hỏi tôi là chuyện đó tôi nghĩ như thế nào. Thứ nhất á, về vấn đề luật pháp thì tôi có nói với các anh em, bất kỳ một chuyện gì mình nghe thì mình xem thử điều đó có bằng chứng hay không. Bằng chứng thì cái nhóm ở Cao Bằng nên báo với Bộ Công an, để Bộ Công an theo dõi chuyện này xem thử là người mà viết bài bị chuyện đánh phá, nói rằng hiện tượng cách mạng trắng, cách mạng màu, mà chính người đó đang làm cách mạng màu đen. Màu đen á. Thì đây có phải là nhắm vào sự hòa hợp dân tộc, đánh phá vào nơi đó, đánh phá vào nghị quyết 36, chỉ thị 45. Mà nếu có bằng chứng như thế đó, thì phải báo cáo với Bộ Công an. Báo cáo với Bộ Công an thì Bộ Công an sẽ theo dõi và sẽ giải quyết vấn đề theo đúng trình tự pháp lý của Việt Nam. Nên tôi cho rằng điều đó là điều quan trọng. Trước tiên là phải báo cáo để Bộ Công an làm chức vụ của mình. Điều thứ hai, nếu mà thực sự có như thế, thì tôi không có lạ. Vì một tổ chức chống cộng cực đoan đứng đằng sau cái người mà ở bên Úc đó, tôi đã nhận diện ra rất từ lâu rồi. Tôi đã gọi đây là một sleeping cell. Người đó về vấn đề khả năng tài chính tự mình thì không có. Nhưng lại tỏ ra rất là hào sảng. Là vì sao? Nhận tiền của một nhóm người đằng sau để mà len lỏi, kích động và làm theo mục tiêu của tổ chức đứng đằng sau đó. Nên tôi không có lạ. Nếu quả thật lời tố cáo của những người kia là sự thật thì tôi cũng không có lạ. Tại sao? Tại vì khi mà tôi quay về với Tổ quốc, tổ chức chống cộng cực đoan đó là Việt Tân đó, thù tôi. Thù tôi tại vì tôi nói rõ những sự thật, coi như là vạch trần những sự gian dối bịp bợm của đảng Việt Tân, thì đảng Việt Tân chịu sao cho thấu. Nên đảng Việt Tân là quyết tâm là phải đánh hụt gục được tôi, hạ gục được tôi thôi. Hạ gục được tôi thì nếu mà vào trong này thì phải qua một con đường nào đó. Đầu tiên là phải giả vờ thân cận với tôi, rồi tiếp cận người này người nọ, để rồi sao? Để rồi đánh phạt. Mà giả vờ thân cận được tôi thì biết rằng tôi rất là cẩn thận về vấn đề này rồi. Tôi rất lưu tâm. Vì trong quá khứ tôi đã từng bị, nên bây giờ tôi biết rất rõ là tôi phải cẩn trọng vô cùng với những sự tương tác.
Thì những người như thế họ biết rằng là không qua được tôi thì phải qua những người thân cận của tôi, như là qua qua bên phía của quan trường, qua bên phía của Thái Quốc Thọ vân vân, để rồi khi mà tiếp cận được một số đường dây rồi đó, bắt đầu lôi kéo rồi bị chuyện đánh phá. Thí dụ như chúng ta thấy bên phía quan trường bị mom lôi kéo không được rồi thì đánh phá. Còn bên phía của Thái Quốc Thọ thì cái tên Úc đó nó chui vô rồi tìm cách ảnh hưởng, tìm cách là muốn trở thành đại ca để mà tiếp cận gần tôi, thì bịa đủ thứ chuyện. Sài Gòn Vi Vu đã nhận diện ra và đã tách ra rồi và đã gọi là hãy dưới rồi, nên là từ đó là quay sang tấn công tôi cách trực diện. Rồi nhờ nhờ Nguyễn Tuấn Anh đó viết bài. Vì sao? Được lợi nhuận vật chất do viết bài nhé, do bên đó gửi tiền để viết bài, đó là chủ đích của bên đó. Và khi mà Nguyễn Tuấn Anh gửi cho các báo chí đăng thì được nhuận bút. Nên hỏi tôi rằng là có ngạc nhiên hay không thì tôi không ngạc nhiên, tôi không có gì ngạc nhiên hết, vì tôi biết đó là một sự bình thường. Khi mà tôi chấp nhận quay đầu về với Tổ quốc thì phải chấp nhận cảnh như thế này. Nên đối với tôi, việc mà họ đeo, họ bám, họ đánh tôi không phải một ngày một bữa, một năm hai năm, mà 3 năm trời hơn rồi, ngày và đêm á, thì cho thấy rõ ràng không phải là vấn đề cá nhân mà là vấn đề ai đó căm thù vì chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết 36. Mà tôi quay về với sự kêu gọi của nghị quyết 36 thì họ muốn phá vỡ nghị quyết 36 thì phải vậy thôi, phải vậy thôi. Vì ồn ào trong vấn đề quay về với Tổ quốc theo nghị quyết 36 là Quang Trường và tôi và ông Nam Sơn, Nguyễn Tấn Trí nữa, nên những người như chúng tôi đương nhiên là phải bị đánh phá, đương nhiên là phải bị đánh phá, chả có gì để lạ cả. Nhưng mà để tìm ra được là qua những sự liên hệ để mà nhận tiền vật chất đồ này nọ đó để mà đánh phá chúng tôi thì đó là một vấn đề khác, đó là bằng chứng, phải tìm ra được bằng chứng. Ai đó cáo buộc thì tốt nhất là báo cho Bộ Công an. Còn không thì trên mạng, trên xã hội dư luận như thế thì tôi nghĩ rằng là chỉ là dư luận, nó mang có tính cách ồn ào trên mạng chứ không có giá trị pháp lý. Tôi có gặp anh em mà anh em hỏi tôi trả lời như vậy, không có giá trị pháp lý. Thế anh em mới hỏi tôi là anh Hùng có làm được gì hay không, thì tôi nghĩ rằng tôi là nạn nhân, tôi đã lên tiếng vậy là thôi, chứ còn tôi không có phải là công dân Việt Nam bây giờ. Thứ nhất, tôi không phải là công dân Việt Nam, chưa có quốc tịch Việt Nam. Thứ hai là tôi cũng là nạn nhân, thì tôi đợi quyết định của các ban các ngành, tôi lên tiếng thôi, chứ còn tôi cũng chưa có quốc tịch Việt Nam thì cũng chưa làm gì được hết. Thì tôi trả lời như vậy. Vậy là các anh em nói là để họ suy nghĩ cách họ làm rõ chuyện này. Thì tôi cảm ơn các anh em cứ việc làm sao làm rõ chuyện này. Nguyễn Tuấn Anh nhận được từ người ở bên Úc đó là bao nhiêu tiền, và như vậy là bao nhiêu lần viết cho báo nào, thì đó là chuyện của người mà tố cáo cũng như các anh em muốn làm tỏ sáng tỏ thì làm sáng tỏ về khía cạnh đó thì tốt nhất. Còn tôi thì tôi biết vậy thôi. Và khi tôi gặp những người mà tôi phải báo á thì tôi báo cho họ rõ ràng. Ngay cả việc mà tôi đưa lên clip như thế này đây thì tôi nghĩ rằng như vậy cũng là một hình thức báo rồi. Báo tin chuyện mà có những xào xáo như thế ở trong nước tách ra làm hai vì gì đó không biết, chia không đều hay gì đó không biết, mà họ tố cáo lẫn nhau là có nguồn tiền tuồn từ ở bên hải ngoại, từ ở bên Úc về để Nguyễn Tuấn Anh viết bài chống phá tôi, nói rằng là cách mạng trắng, cách mạng màu, nhưng mà chính Nguyễn Tuấn Anh đang làm cách mạng đen là nhận tiền chứ không phải vì lý tưởng.
nhận tiền và gửi không phải là một báo, tất cả các báo là vì do sự chỉ đạo từ bên nước Úc. Đồng tiền chỉ đạo. Viết bài là do đồng tiền chỉ đạo, không phải vì lý tưởng. Bởi vậy cho nên sẵn sàng là bịa câu, cắt chữ, bỏ vào mồm tôi, đổi trắng thay đen. Mà chuyện gì đó là phải là do Việt Tân cung cấp chính xác, người đó mới biết mà bị chuyện như thế. Tôi nói thí dụ, khi tôi viết về, nói về câu chuyện mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua bên Trung Quốc gặp gỡ ông Tập Cận Bình, thì tôi lúc ấy đang ở bên Nhật đọc bài báo Diplomat. Tôi nói là tôi đồng ý điểm này và tôi không đồng ý điểm này. Lúc ấy tôi cũng chưa biết là Hoàng Duy, tức là Hoàng Tứ Duy, tôi chưa biết. Mà tôi cũng không có xem cái người mà tác giả là ai. Thì Nguyễn Tuấn Anh lại biết rất rõ Hoàng Tứ Duy là bên phía của Việt Tân. Và chính Nguyễn Tuấn Anh mới nói rằng là chơi là Hoàng Duy Hùng cấu kết với Việt Tân là qua cái bài viết đó, là do đó là ai đó mớm cho Nguyễn Tuấn Anh. Đó là của bài của Việt Tân, của người mà đang lãnh đạo Việt Tân. Nhưng mà tôi đã nói rất rõ ràng, điều nào tôi đồng ý và điều nào tôi không đồng ý cơ mà. Nhưng mà cắt xén hết những điều mà tôi không đồng ý á, thì lại bịa thêm những cái chuyện này chuyện nọ, nói rằng là tôi là đánh phá đảng và nhà nước, cũng như là đánh phá Tổng Bí thư. Trong khi đó là chính hắn là cắt câu bẻ chữ đánh Tổng Bí thư, chứ không phải tôi nhé. Chính hắn đánh Tổng Bí thư, chính hắn đánh vào đảng. Mà vì quan hệ này nọ đó, nhiều khi đưa bài lên không chú ý, có vậy thôi. Đây là một sự nguy hiểm vô cùng, vì có sự chỉ đạo, mà chỉ đạo thực ra là từ Việt Tân. Đây là sự cáo buộc phải của tôi, mà của những người mà bây giờ nói rằng là ở trong ruột đó, họ nói ra. Vậy thì tôi nghĩ rằng là Nguyễn Tuấn Anh cần phải có câu trả lời trước sự cáo buộc rất là nặng nề này. Trước sự cáo buộc này không thể nào nó giỡn chơi được nữa. Không phải một ngày hai bữa mà đã hơn 3 năm rồi thì phải có lý do. Nhận vật chất, tức là tiền bạc đó, để viết bài. Bây giờ thì các cơ quan đã lưu tâm rồi, chắc là không còn được như trước để mà viết bài nữa đâu. Nhưng mà đây rất rõ ràng là Việt Tân len lỏi qua cái con người ở bên Úc. Tôi đã nhận diện, tôi nói rồi, đó là sleeping cell đó. Không? Bây giờ là lúc đó là phải nổi lên vào cái thế mà người ta đã nhận diện rồi đó, thì lộ mặt rồi. Bây giờ ai không biết cái cách hành xử của người đó nó như thế nào rồi. Dơ bẩn đủ thứ, đủ trò, gian manh, lưu manh. Thứ đó là thứ lưu manh hạ cấp đối với tôi đó. Thì rõ rồi. Bây giờ đó là cấu kết lại, cái dàn đó cấu kết ở hải ngoại như thế nào. Rồi cộng ở trong này, cái người mà đứng đầu não ở bên phía này chính là Nguyễn Tuấn Anh. Không phải tôi nói, bên đó họ nói. Những người mà chống phá bây giờ chia ra làm đôi, lại tố cáo lẫn nhau và nó ra sự thật như thế. Nếu mà như vậy thì trong những ngày tới chúng ta sẽ xem một cảnh mà tôi nghĩ các ban, các ngành họ sẽ có những giải quyết một cách rất là rõ nét. Đó là những ngày qua khi ở Hà Nội gặp gỡ một số người thì biết được tin như vậy. Tôi vẫn nói rằng là tôi là nạn nhân. Tôi không có quyết định gì nữa hết. Tôi chỉ làm công việc của tôi. Còn ai đó tố cáo thì nên lập cái vi bằng, hình thức về vấn đề pháp lý đó, để cho các ban, các ngành, nhất là Bộ Công an, họ giải quyết vấn đề đúng theo trình tự pháp lý. Tôi trả lời như vậy rồi. Còn cái hình thức của tôi sẽ gửi chuyện này, tôi báo lên cái người chịu trách nhiệm để mà người đó biết và theo dõi. Còn tôi không có tố cáo gì hết. Tôi không biết. Tôi đâu có biết rõ đâu mà tố cáo. Tôi chỉ là nghi ngờ. Ngay từ lúc đầu tôi đã suy nghĩ cái người ở bên Úc như thế nào, tôi nghi ngờ rồi. Bây giờ thì nó lộ ra hình thức rất rõ nét. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.